Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với nỗ lực của các địa phương trong việc xây dựng sản phẩm OCOP đạt chuẩn chương trình mỗi xã một sản phẩm, Bộ Công Thương với vai trò của mình đã và đang nỗ lực thực hiện kết nối các sản phẩm này vào những điểm bán, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Huyện Mường Khương có nhiều sản phẩm ưu thế như là tương ớt, gạo sáng cù, thịt lợn đen, quýt ngọt. Đây là những sản phẩm thế mạnh có thể xây dựng thương hiệu hàng hóa quy mô lớn, mang lại thu nhập cao cho người dân. Các sản phẩm của Mường Khương nói riêng, sản phẩm OCOP của Yên Bái và các tỉnh nói chung, khi được kết nối vào các điểm bán sản phẩm OCOP hay các chương trình kết nối giao thương được các đơn vị sản xuất đánh giá cao. Chúng tôi nghĩ rằng là có cái sự thuận lợi về việc là hàng hóa này đang hấp dẫn thị trường trong nước cũng như là quốc tế. Thêm vào đó nữa thì lại đang được sự quan tâm rất lớn của các chính quyền các địa phương, của các bộ, ban ngành như là kết nối, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa. Không chỉ bằng hội chợ, không chỉ bằng những cái quầy hàng giới thiệu sản phẩm hàng hóa mà còn đưa vào để tổ chức những cái điểm bán hàng cố định, bền vững ở những cái hệ thống siêu thị lớn, cả những cái cửa hàng phục vụ cho khách du lịch như là cửa hàng để bán đồ lưu niệm, là các cửa hàng bán hộp đồ đặc sản ở các vùng miền. Hệ thống của các cơ quan quản lý nhà nước cũng phải thành lập ra những cái điểm bán hàng này và quảng bá mạnh những cái điểm bán hàng này. Hiện tại thì cái chỗ cửa hàng của tôi là nằm tại ngã ba Chợ Bồng, Đức Bồng, Vũ Quang, Hà Tĩnh. Thì các cái sản phẩm OCOP của 72 sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh thì được đưa vào giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm tại đó. Tôi cũng đang kết nối với một số sản phẩm như cà gai leo hay là cao lạc tiên của Quảng Bình và một số các sản phẩm khác ở ngoài tỉnh để về giới thiệu cho người dân ở địa phương chúng tôi tiêu thụ sản phẩm, cùng kết nối cung cầu với các địa phương khác. Từ khi trước và sau khi công nhận OCOP thì cũng được các sở ban ngành rồi huyện rồi trong tỉnh là đều là đi quảng bá sản phẩm cho hợp tác xã ở các tỉnh bạn, rồi các cái hội chợ các nơi. Mới đây tại Đồng Tháp, Sở Công Thương Đồng Tháp đã tổ chức thành công hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP kết nối vươn xa Đồng Tháp năm 2020 và hội thảo chắp cánh sản phẩm OCOP và đặc sản Đồng Tháp. Hội chợ triển lãm có quy mô gần 300 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất. Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra các cuộc hội thảo tiềm năng và giải pháp phát triển văn hóa du lịch Sa Đéc, chắp cánh sản phẩm OCOP và đặc sản Đồng Tháp, khoa học và công nghệ, động lực phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP và hội thi ẩm thực cá tra cá ba sa nhằm giúp các đơn vị khai thác và nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm từ nguồn tài nguyên bản địa, hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo đủ điều kiện cung cấp cho các hệ thống bán lẻ siêu thị trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. Việc tổ chức hội chợ triển lãm và hội nghị kết nối này là cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm OCOP trong việc tìm kết nối đầu ra cho sản phẩm của mình. Khi đến Đồng Tháp thì hỏi đặc sản của Đồng Tháp là gì? Về thực phẩm thì người ta trả lời là cá linh, là chuột đồng chẳng hạn. Thì người ở Đồng Tháp ai cũng có ăn cái đó. Cái sản phẩm mà nếu mà bán tại Đồng Tháp, bán những sản phẩm đó thì là ít người mua. Mà muốn phát triển cái sản phẩm OCOP của Đồng Tháp thì phải vươn ra các tỉnh khác, nhất là các cái trung tâm. Mà ở đây là một cái điểm để cái điểm vừa là phục vụ sản phẩm OCOP mà vừa là cái điểm du lịch. Do đó là khách tham quan du lịch các tỉnh khác ghé đến nhiều. Do đó ở đây lại bán cái sản phẩm thì nó thuận lợi hơn là các cái điểm khác. Các cái sản phẩm của mình là coi như là hàng OCOP từ 3 sao đến 4 sao. Và mình cũng có đưa vô các cái siêu thị ở thành phố. Và vừa rồi mình đi dự hội chợ ở Hà Nội, mình có đưa vô Sở Công Thương ở Hà Nội và siêu thị ở Hà Nội. Các chị em cũng là rất là thích. Hiện nay thì các điểm OCOP chẳng hạn như là Quảng Bình này kia, tôi thấy các tỉnh thành mọc lên rất là nhiều, Sóc Trăng, Cà Mau mọc lên rất là nhiều luôn. Thì bây giờ nó đang phát triển cái hướng cửa hàng OCOP. Thì hiện nay thì hàng mình chỉ đi OCOP trong tỉnh thôi. Còn các tỉnh thành á, là cái kết nối của mình nó chưa có được nhiều. Mặc dù Sở Công Thương với Bộ Công Thương cũng đã hỗ trợ là kết nối, nhưng mà do cái dịch Covid này thì ra mỗi lần đi nó cứ bị trúng ngay được dịch. Theo Bộ Công Thương, thông qua các hoạt động kết nối nhiều sản phẩm OCOP có chất lượng cao, không chỉ tiêu thụ ở địa phương mà còn được tiêu thụ tại các chuỗi siêu thị, kênh phân phối nước ngoài. Việc này giúp gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, thúc đẩy nâng cao thương hiệu đặc sản địa phương, đồng thời tạo chuỗi liên kết bền vững, giúp nâng cao giá trị sản xuất, sản phẩm có chất lượng an toàn.